này cây trung nu nha các bạn. Nó có mấy cục nu bự chán luôn nè. Mấy cái này mình bao sống nha, bao sống toàn quốc luôn. Anh em nào trồng chết mình gửi tiền, chuyển tiền lại. Cây nào mình bứng lên mình chắc chắn sống là mình sẽ đảm bao sống. Cây này đẹp nè, cây này mình thấy cái tông đẹp nè. Mốt nó ra mấy cái cành ngay cho cục nu nè, nu bự nữa. Trung nu mà nu bự, cũng như nu bú vậy các bạn. Lên giỡn mấy cái này là sau này nó nu dữ lắm nha. Nu nhưng mà nu bự đẹp á. Ai mà thích cái nu bự là nu này là thằng này nó giỡn cục nu bự lắm, nó mọc mốt nó mọc trúng đỉnh cho này bạn, mọc đây nè, đây. Thì đang bắt cành thôi. Cái này hoành chỗ này khoảng 3 mấy nè. Cái đẹp nè. Cái bắt vô tông vô hệ luôn á. Cái đế dưới đẹp lắm nha bạn, nãy mình khui rồi nha. Cái này nói chung là đảm bảo thôi. Đế cây dày là tương đối rồi. Không có sắp đế mà đế đều hết là tương đối rồi. Cái này bự hoành to. So với cái thuốc này sao? So với cái thuốc này nha bạn, trung nu nha. Cái này lá trung truyền thống mình đó. Nu đó nhưng mà nó giận lên cục nu bự chán rồi bạn. Nu y chang nu mặt khỉ vậy. Cục nu bự chán. Thường trung nu là nó sẽ lên cục nu nhỏ. Có một số cây nó sẽ lên nu giận giống như mà nu mặt khỉ luôn. Cây này cứng cây. Trung nu nha các bạn. Anh em nào mua được một cây lá trung là cả dày là cũng bự lắm á, không phải cây nhỏ đâu nha. Chứ lại kiếm những cây nu đẹp đẹp là giận cũng khó. Trung nu nha các bạn, lá trung truyền thống mình á. Chiều cao cái này khoảng 23 thôi.